Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 99, cũng tại cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta vào ngày chủ nhật chúng ta nghiên cứu học về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 24. Kỳ thứ 24 là thi ca thứ 26. Cách thấy của người chứng đạo là nhất thiết duy tâm. Đại chúng có đề để ý cái đề tài này lớn lắm đó nha. Cái duy tâm này, với duy vật này, với duy linh này, với duy thần, đủ thứ rồi. Là đây là cái tín ngưỡng riêng biệt của mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái học phái đều khác nhau hết. Mà trong đạo Phật thì thường là đề cập tới cái chỉ tâm. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà gọi là nhất thiết duy tâm này đó, là mình phải tìm hiểu về cái chữ tâm thế nào, nó có hợp lý hay là nó không hợp lý, mà tại cái chủ trương của Đức Phật mình nói rồi mình phải nghe theo. Nếu như Đức Phật dạy mà hợp lý mà mình phải nghe theo thì cái điều đó là điều tất nhiên là đệ tử Phật phải học như vậy. Nhưng mà giả sử như nó không hợp lý thì mình có nên nghe theo không? Mà theo giáo lý đạo Phật thì nếu Đức Phật mà nói không hợp lý, mình vẫn có quyền không nghe, có quyền bác bỏ. Ấy thế mà cái đề tài này là cái thấy của người chứng đạo. Thì vấn đề là nhất thiết duy tâm. Do đó cho nên là phải học thật kỹ, phải nghiên cứu kỹ thì mới có thể cái đức tin của mình nó mới trong sáng và nó mới có lợi ích. Cái vấn đề duy tâm đó thì chia tách ra là duy tâm chủ quan, rồi duy tâm khách quan, rồi duy tâm siêu hình, duy tâm tồn nghi, rồi duy tâm nhiều thứ lắm. Người ta phân tách nhiều thứ mà cuối cùng rồi cũng chưa có ngã ngũ. Chưa ngã ngũ là vì có khi là thí dụ như của đạo Phật mà mình nói nó chưa có rốt ráo của đạo Phật, thì các cái đạo khác của người ta thì người ta nói thí dụ như mình không vừa lòng là cái chuyện đó chuyện tất nhiên. Nhưng mà mình là người đệ tử Phật, đạo Phật, mà mình nói cái duy tâm của đạo Phật mà mình nhận thức, mình lý giải cũng chưa ổn. Do vậy cho nên là cái đức tin nó còn ngờ vực. Thành ra cái bài này để ý chúng ta nghiên cứu thử coi. Bài này là thiền sư Vườn Giác nói rằng: tâm cảnh minh dám vô ngại, quát nhiên quýnh triệt châu xa giới, vạn tượng sinh la ảnh hiện tung, nhất lõa viên quang thi nội ngoại. Đây là cái thấy của Vườn Giác thiền sư, cái thấy của người chứng đạo. Mà phải nói rằng Vườn Giác thiền sư là chứng đạo thẳng thừng mà không hề sợ là mình nói quá, không sợ rằng đó là cường điệu hoặc là nói khoe khoang, phải. Bởi vì cái giáo lý của chứng đạo ca mà các vị đọc ở cái thi ca mà kế chót, Vườn Giác thiền sư dám nói thẳng thừng rằng: nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng mã tranh danh mạng tiến trình, thùy kiến đường lan năng cử triệt. Tôi dịch là: trăng có thể nóng mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này, thớt xe voi đổ dốc tiếng lù lù, loài bỏ ngựa tránh xe sao cho nổi. Vừa giác cái bài đó là cái bài mà cái kết thúc của cái chứng đạo ca này.
dám khí khái mà nói thẳng thừng như thế. Trăng thì xưa nay là không có nóng được, nhưng mà dù cho trăng có nóng, trời, mặt trời xưa nay không thể lạnh được. Vậy mà mặt trời dù có thể lạnh, chứ còn cái giáo lý mà tôi trình bày đây đó, là các cái ma quân, bất cứ là của hạng ma quân nào từ đầu tới đều không xuyên tạc nổi giáo lý này. Đây là ví cho thất xe voi. Xe voi đã to đến nặng rồi mà còn đổ dốc thì nó cứ nó tiến lừ 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 tiến tới. Cái chữ lừ lừ này đó tôi dịch rồi, tôi nhớ trong cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó, có cái lúc mà Ngưu Ma Dương á hiện ra hình con trâu trâu già ơi, nó tiến tới lừ 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 lừ. Tề Thiên Đại Thánh quấn như là xiết bản đánh cho bao nhiêu đều là như là lấy roi mà quất vô trong cái hòn đá vậy, không nhầm vậy đó, tiến lừ 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 tới. Một lần sau đó là Nata phải dùng cái càn khôn quyển mà quăng vô đầu nghe chán chán giống như là cái tiếng chuông đồng. Sau đó rồi Ngưu Ma Dương nó mới là chịu thua, mới thu phục nó được. Thì cái tiếng lừ 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 cái là nó cứ nó tiến tới mãi mà nó không hề cái gì làm cho nó sợ sệt và nó lưu sụp được. Còn ở đây là quyền giác mới là tổn mã tranh danh mạng tiến trình, thất xe voi mà nó đổ dốc mà nó tiến lừ lừ. Cho nên cái lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi, là ta nói cái chân lý rồi thì làm sao mà cãi được. Cái chân lý là ta nói mặt trời nóng thì ai mà cãi được, mặt trăng nếu mặt trăng thì không có nóng mà có thể lạnh, ai mà cãi được. Cho nên đại chúng mà để ý mà học cái giáo lý này, tâm cảnh minh dám vô ngại quát nhiên quân triệt châu xa giới dạng tưởng xung la ảnh hiện trung nhất lõa nhân quan phi nội ngoại gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại thất ngộ rồi thu hết thế giới hằng xa. À, ngộ rồi thì là cái gương á, cái tâm cảnh đó, tức là cái gương lòng của ta đó. Khi mà ngộ rồi á thì cái tâm ta đó nó thu hết cả thế giới nhiều như là các sông Hằng vậy. Bao nhiêu thế giới trong cái vũ trụ bao la vô cùng vô cực này không ngoài tâm ta. Cái này là cái khó học đây nè. Khó học mà cái này, mà học cái này là phải học thêm nhiều cái bài nữa. Kinh điển Phật nó dài. Người ta kể cả trong cái bài nguyện hương mà ta cúng hương, ta nói thứ nhất biển hương cầm cái nhang nhé. Thì rất vì không thị chân thị giá linh linh bất mũi liếu liếu thuần minh siêu hồ nhật nguyệt chi quang minh hàm đẳng thái hư không chi lượng phóng chi tắc cai la pháp giới, tức là tung nó ra là nó trùm hết cả châu sa giới. Tâm của ta phóng chi tắc cai la pháp giới thâu chi tắc tế nhập nhi tần ngã kim nguyện thử tâm hương. Cầm cái nhang vậy nhưng mà cúng là cúng cái tâm hương chứ không phải là cúng cái khói nhang. Ngã kiên nguyện thử tâm hương cúng dường quá khứ hiện tại với lai tập phương chư bậc tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, tức là cúng bằng cái tâm hương. Mà cái tâm hương này phóng chi tắc cài là pháp giới mà thâu chi tắc tế nhập di tạng, nói gì rộng tung nó ra thì nó trùm hết cả hằng xa thế giới. Mà nói về thâu lại thì là nhét nó vào trong một cái nghi trần vô cùng nhỏ, nó cũng chưa vào trong đó được. Thế thì cái đó là cái gì? Lời nói như vậy mình phải nghiệm sao đây để mình hiểu được cái tâm của mình là cái gì đây. Rồi ở đây đây nè, gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại mà thất ngộ rồi thâu hết thế giới hàng xa. Nó ăn với cái ý nghĩa mà tôi vừa nói. Rồi nó còn ăn với cái câu á, cái bài kệ kinh Hoa Nghiêm: nhập nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Nếu người nào muốn biết ba đời mười phương Phật, nên quán, nên tư duy, nên quán chiếu cái tính của pháp giới. Pháp giới này tức là mình hiểu là cái chữ thế giới là không trúng đâu. Chữ giới có nghĩa là nhân, chữ pháp đó là hiện tượng sự vật, tức là cái bản thể mà từ cái bản thể bất biến đó mà nó duyên sanh ra tất cả hiện tượng sự vật. Hiện tượng sự vật là cái diễn dụng của cái bản thể kia. Do vậy cho nên cái pháp giới mà mình học được kỹ á,
nó không phải là cái bầu thế giới mà nó có cái vòng tròn, nó có cái răng bao nhiêu triệu cây số, rộng bao nhiêu triệu cây số, không có. Không phải cái thứ pháp giới mà có như vậy, mà chữ giới là có cái nhân, chữ pháp là chỉ cho hiện tượng xung la. Ở đây là hiện tượng xung la, vạn tượng xung la ánh hiện tung, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nhật nguyệt trăng sao, tất cả đều là gọi chung là hiện tượng xung la ánh hiện tung. Nó ở trong cái tâm đó, ở trong cái pháp giới đó, mà ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tập. Thế thì là cái pháp giới tánh đó là tâm tạo ra cái đó, cái đó, cái tâm đó nó tạo ra pháp giới. Cho nên chữ tâm trong đạo Phật là cái lớn vô cùng vô cực vậy. Cái này hơi khó nghe, mình để ý nghe cái này, nghe rồi mình muốn đi sâu vào đường Phật là về phải tư duy, phải thiền định đó. Thế thì là người nào muốn hiểu biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì cái tâm là nó trùm cả pháp giới, cả vạn tượng xung la vậy. Cho nên tất cả vạn tượng xung la đều duy tâm tạo. Đó là mình đọc bài kệ của Hoa Nghiêm đó. Kệ kinh Hoa Nghiêm là nói như vậy. Đó là nói về cái tâm của theo cái tự tử Hoa Nghiêm. Rồi bây giờ tôi nói về cái tâm của theo Duy Đức Học mà trong chúng con nghe rồi. Cái gọi là cái tâm cảnh minh đây là cái gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại, là cái tâm này đây đó, là theo Duy Đức Học là tức là cái A La Gia, cũng gọi là cái tên khác là nhất thiết chủng trí, cũng gọi đó là nhất thiết chủng thức, cũng gọi đó là dị thục thức. Thế thì là cái từ A La Gia đó, mà các vị mà có nghiên cứu thì là các vị đấy rồi. A La Gia ta dịch là năng tàn và sở tàn. Cái nghĩa thứ ba là ngã ái chấp tàn. Mà A La Gia là đệ bát thức tâm dương, đó là cái tâm của mình. Theo vị trí thì nó là cái tâm thứ tự, thì nó là số 8, gọi là bát thức tâm vương, mà nó là đệ bát thức tâm vương. Đó là A La Gia. Sơ A La Gia thức dị thục với thiết chủng, ba cái tên của nó đó. Cái năng biến mà nó biến ra cái vũ trụ sơn hà đại địa này đó là cái gì? Là cái A La Gia thức, tức là cái thức thứ 8. Và cái A La Gia thức này nếu mà nhìn bằng mặt khác á, thì nó có cái tên là dị thục thức. Là vì sự vật duyên sanh ra trong này là đều không rời cái nhân và quả. Chữ dị thục tức là nói về cái chân lý nhân quả. Nhìn về cái mặt duyên khởi duyên sanh của hiện tượng thì tất cả hiện tượng trên cõi đời này, vật chất trên cõi đời này không có cái nào mà rời ngoài cái chân lý nhân quả mà hình thành được. Cho nên là dị thục. Dị thục nó có ba nghĩa là dị thời dị thục, biến diện dị thục, dị loại dị thục. Thí dụ con người ngủ sanh ra được con người là phải từ một cái duyên ban đầu, là giữa người cha và người mẹ. Nhưng mà không phải hễ có người cha người mẹ là có là được đứa con liền, mà nó trải qua thập hoạt hoài thai rồi nuôi thành một đứa nít là phải tam niên nhũ bộ, 10 tháng mang thai, 3 năm bốn mớm, rồi lớn lên thành một cái đứa thanh thiếu niên thiếu nữ là phải trải qua 15-18 năm. Muốn thành một cụ gọi là người già là phải trải qua 60-70 năm. Do vậy cho nên là hình thành một sự vật đều phải dựa trên nhân và quả. Theo cái tiến trình nhân quả không bao giờ xa lìa nhân quả được, xa rời nhân quả mà có được. Một cái xoài muốn ăn nó là phải trồng, bây giờ là trồng xài chiết là 3 năm. Còn như là hồi xưa mà trồng cái xoài bằng hột là phải 6 năm. Sầu riêng cũng vậy, muốn ăn lúa là phải 3 tháng. Từ khi mà gieo hột tới ăn lúa phải 3 tháng, đó là cái bằng di thời di thục. Đó là cái nghĩa từ nhân tới quả phải có trải qua thời gian. Từ nhân tới quả nó mới biến dạng. Nếp ở hồi nó còn tươi rồi làm cơm dẹp ăn được, nhưng mà khi mà nó già rồi không làm cơm dẹp nữa được, mà nó thành nếp. Mà nếp thì bây giờ chỉ có nấu xôi chứ không làm cơm dẹp nữa được. Đó là cái bằng biến dị di thục. Từ nhân tới quả nó trải qua cái giai đoạn khác. Hồi còn nhỏ xíu là xé cái đồng đồng của cái nếp mà ăn. Hồi nhỏ tôi đi học về có bữa đói bụng quá, xé ăn kiểu đó về nhớ là tội lỗi luôn.
lúa của người ta đồng đồng mà ta úp ra, cái mấy cái thằng ở ruộng đó, nó ăn cái này ngon lắm, nó dạy mình tước một lúa và cái xé là ăn cái lúa non nó ngon lắm, gọi là lúa đồng đồng. Lớn lên mà nó chín là nó vừa ngậm sữa đầy đủ là cắt vô làm cơm dẹp. Mà khi mà nó đã ứng đỏ đi rồi, từ đó tới sau là không còn làm cơm dẹp được nữa, càng không ăn đồng đồng được nữa, mà nó trở thành nếp, thành gạo. Đó ta gọi là biến dị như thuật. Trái xoài cũng vậy, hồi còn nhỏ lượm thì là chấm nước mắm đường đồ ăn chua, nhưng mà lớn lên rồi thì là cái trái da nó lần lần nó già nó mốc đi thì ăn nó bớt chua, không chua nữa, nhưng mà nó chưa ngọt mà màu xanh. Tới chừng mà thật sự mà nó ngọt, nó biến ra màu ngọt thì cái da nó biến ra màu đỏ. Do vậy cho nên trong cái quá trình mà từ khi mà hình thành tới khi mà kết quả viên mãn thì nó trải qua cái giai đoạn cái bằng vị thời như thuật, biến dị như thuật, vị loại như thuật, tự nhân quả khác nhau. Thế thì là đó là nhìn về cái để bác tâm á, để bác thức tâm luôn á. Rồi cái tên đó là nhất thiết chủng, hay là da cũng là nhất thiết chủng. Tất cả cái chất liệu mà để nó duyên sanh ra, trời mây non nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú nhật nguyệt tinh thần tăng sao gì hết thảy đều là cái chất liệu đó, cái chủng tử đó, hột giống đó đều là ở trong cái nhất thiết chủng thức này, trong cái a la gia thức này mà duyên khởi tác động hình thành qua lại theo cái quy luật đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng mà nó hình thành ra sự vật hiện tượng. Thế thì là cái tâm của mình là cái đó đó, cái a la gia thức đó, cái dị thục đó, cái nhất thiết chủng đó. Do vậy cho nên cái tâm của mình nó lớn lắm, nhất thiết di tâm tạo là vậy đó. Tất cả sự vật sơn hà đại địa vũ trụ bao la vô tận, từ lớn đến nhỏ đều là cái diệu dụng của tâm ta. Tâm ta không rời những cái diệu dụng mà hiện có trên cõi đời này. Cho nên tâm của ta là nó để bác thức tâm duyên đó mà, nó có năng tàng, có nghĩa là nói về cái mặt mà bao hàm á, thì không còn cái nào ngoài nó được nữa. Dù là nhỏ như vi tận, dù là trăng sao, dù là nhật nguyệt tinh tú, dù là núi sông biển cả vân vân, từ lớn đến nhỏ không có cái nào ngoài nó. Đó là nghĩa năng tàng. Thế nên tâm ta là cái công dụng bao hàm hết thảy. Rồi cái nghĩa sở tàng đó, tức là sự vật hiện tượng này là nó. Sự vật hiện tượng từ hữu tình tới vô tình đều là cái mà cái hiện tượng duyên sanh ra, là cái mà bị đựng cũng là tâm ta, mà cái mà đựng cũng là tâm ta. Cái bị đựng là sự vật sơn hà đại địa thảo mộc tinh thần đều là thuộc về của tâm ta hết. Cái chỉ tâm của đạo Phật là nói cái đó, tâm đó đó, mình quán chiếu tư duy cái tâm đó đó. Nhưng mà đây tôi gọi là gương trong sáng rõ soi không ngăn ngại là sao, là ý của đạo Phật. Kinh điển của đạo Phật cho biết rằng là cái a la gia là cái nhất thiết chủng thức, cái vị thục thức của chúng ta đó, nó chứa đựng tất cả, nó duyên sanh ra tất cả đều được đựng trong đó. Nhưng mà truy nguyên ra cái bản tánh của sự vật hiện tượng là nó sinh ra với cái tánh như thị của nó. Cho nên ta gọi là gương trong sáng. Cái tâm của ta nó sinh ra dù là bản thể hay là hiện tượng đều là cái tính chất của nó. Cái tánh của nó là thanh tịnh. Cho nên trong đạo Phật ta gọi là kiến tánh là thành Phật. Trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm người. Mà người nào mà ta chỉ thẳng vào tâm người rồi mà người đó thấy được cái tánh của mình thì người đó thành Phật. Tôi gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập danh tự, giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái kiểu của Bồ Đề Đạt Ma. Chỉ thẳng tâm người, làm cho mọi người nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà thấy được tự tánh thanh tịnh của mình là vốn thanh tịnh, rồi mình sống theo cái tự tánh thanh tịnh đó, ta gọi là trở về với cái bản lai diện mục, ta gọi là hồi quang phản chiếu. Thì con người tức thân là Phật, chứ không phải là Phật kêu bằng Phật sống. Phải, cái từ Phật sống nó bậy bạ, nó ngu si, nó dốt nát, nó dại dột. Một là anh chưa giác ngộ thì gọi anh là phàm phu, mà anh giác ngộ thì gọi anh là Phật, chứ không có vụ Phật sống. À, cái chỗ đó là cái chỗ học mà phải lý luận chứ,
học đạo Phật là cái môn học giới định tuệ, mà không có trí tuệ thì học để làm cái quái gì? Quang Minh gọi ông đó là Phật sống, không phải. Một là ông là Phật thì tôi nói ông là Phật. Ông có thiệt Phật chưa? Ông đủ tiêu chuẩn Phật chưa? Nếu ông đủ tiêu chuẩn Phật, ông có thập lực, ông có tứ giới đế quý, ông có thập bát bát cộng pháp, thế thì ông là Phật. Tôi bằng lòng cung kính cúng dường để học với ông. Còn ông chưa được cái tiêu chuẩn đó thì ông là phàm phu, hoặc là ông là danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, thành chính tức tức Phật. Ông cũng là Phật nhưng mà không được ra Phật sống, bởi vì Phật không phải là chết mới là Phật. Cho nên cái đó nó ngu dữ tận lắm. Vậy mà trong thế giới chấp nhận gọi là Phật sống, đau cái chuyện nghe cái đó nó ngứa cái lỗ tai, nó vừa nhức vừa ngứa, mà vừa nó quay thủng thủng, nó thúi, nó ngu quá chừng quá nổi, ngu quá chừng quá nổi. Không thể cúng dường tin tưởng ông Phật sống. Tôi tin tưởng một là Phật, hai là anh là phàm phu đang tu hành vẫn là Phật, nhưng mà không được dùng từ Phật sống. Bởi vì Phật đâu có nghĩa là Phật chết, đâu có nghĩa là chết mới thành Phật. Phật Thích Ca hồi xưa có ai gọi Ngài là Như Lai sống không? Có ai gọi Phật Thích Ca là Phật sống, là Bậc Thế Tôn sống, có nói vậy không? Vậy mà bây giờ mình đi trên thế giới, mình gặp ông Phật sống, mình mừng lắm, đậy bạ. Cho nên đọc kinh Phật rồi có khi mình đau lắm, mà mình đau tất nhiên là mình thiền định chưa xong. Thiền định chưa xong cho nên mình còn thấy cái đúng cái sai, cái mình quan nghênh với cái mình sanh, thậm chí sanh ra bực bội là mình lỗ. Mà còn mình không thấy bây giờ thì mình chưa có đuôi được, nó mới có mờ mắt, mới xài cái lúc thôi chứ chưa đuôi. Lỗ tai thì chưa biết, mà làm sao không nghe, làm sao không thấy, mà thấy mà nghe những cái nó tật như vậy, suy tôn nhau những cái tật như vậy, tội nghiệp cho người ta, mình sanh ra bực. Tội nhiên nghiệp cho người ta không có trí tuệ, người ta dễ lừa, dễ dụ quá. Mà đạo Phật mà đi lừa đi dụ vậy là người tán tận lương tâm. Mà còn những người mà dễ lừa dễ dụ như vậy thì tội nghiệp cho người đệ tử Phật. Cái đức tin đó không đem lại kết quả gì. Do đó mà có khi mình thấy xót xa, mà xót xa chứng tỏ rằng mình cũng chưa có thành Phật luôn. Cho nên là theo giáo lý đạo Phật, tâm cảnh minh, cái tâm thật sự là nó thanh tịnh đấy, nó trong sáng lắm. Nhưng mà gì, tâm là cái dụng của tánh. Do vì vậy cho nên là tôi cách đây là mười mấy năm tôi có hồi giảng hôm qua tôi có làm bài kệ đó. Tâm thì sanh chủng chủng pháp, tùy duyên như thủy thượng âu. Cho nên trong con người mình nó có hai cái từ mà, một là tâm, hai là tánh. Thế thì mình phải tìm hiểu cái tâm mình là cái gì. Trực chỉ nhân tâm, vậy thì tâm mình là cái gì? Kiến tánh thành Phật, tánh là cái gì? Đó. Cho nên tôi sáng tác cái bài kệ đó: tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên như thủy thượng âu. Tánh là chân như bất biến, như thủy bổn thanh trần. Bất biến tùy duyên chân thử tánh, tùy duyên mà bất biến là thị tha tâm. Minh tâm minh liễu âu bào thượng, mà kiến tánh thâm tri thủy diện trần. Mình dịch nghĩa là cái tâm của mình nó sinh ra muôn pháp. Tâm sinh muôn pháp là tức là tâm ai là giá, tâm năng tàn sở tàn đó. Nó là bản thể như thể ra diệu dụng. Diệu dụng là cái sở tàn, là sư ba thiên tượng là cái sở tàn của nó, cái bị định của nó. Cho nên là mọi vật là kể cả cái bình về này cũng có tâm mình trong này nữa đó. Tâm mình là một cái duyên ở trong vô số cái duyên. Đại chúng để ý cái này nó hay lắm. Cái bình này mà nó thành ra cái bình về này thì các vị là nhựa cơm bươi dít hay là gì đó nó chế gì đó cũng được. Trong này có đất, có nước, có gió, có lửa, có không khí, có gì đó, có hóa học, có cái gì đó cũng được. Nhưng mà trong này là thành ra cái bình này là phải có tâm của các vị tâm. Không có tâm các vị là cái hồi làm ra cái bình này là không ai vẽ kiểu cái bình, không ai mà làm ra cái bình, không ai chế ra cái nhựa này. Và bây giờ để đây mà cũng chẳng ai thấy nó là cái gì để gọi nó là cái bình cả. Do vậy cho nên đó, sự vật hiện tượng là tâm của các vị ở trong đó nó trộn lộn một phần ở trong đó, một cái duyên ở trong vô số cái duyên. Cho nên giáo lý đạo Phật gọi là nhân đà la võng cảnh giới. Sự vật hiện tượng này là tung trùng vô tận. Cái này mới hình thành ra là có tâm của các vị ở trong này, trộn ở trong này rồi. Trộn từ khi vẽ kiểu cái bình rồi đã có tâm trộn vô đó rồi.
bầu chế ra cái chất hóa học, chất keo, chất nhựa nào đó để làm ra cái chất chịu nóc mà không chảy này là có tâm trong việc. Rồi là làm ra cái bình vô số điều kiện mà trong đó có điều kiện tâm ở trong. Cho nên tâm sanh chủng chủng pháp, mà chủng chủng pháp là cùng với tâm là trộn lộn một thứ. Do vậy cho nên là đạo Phật tự nhìn rằng là pháp giới là duy tâm tạo là vậy. Không bao giờ có cái nào mà không có tâm của chúng ta trong đó mà thành tựu được cái gì. Cầm lên phong thơ này thì cũng vậy thôi. Vô số cái duyên để làm ra cái này, mà trong đó có cái chất liệu tâm của các vị mới làm ra được cái phong thơ này. Mà cái chất liệu tâm mà trong sáng mà thông minh á, thì nó làm ra cái hiệu quả cao. Còn bằng không tôi nói ví dụ có lúc mà làm tiền mà làm cái thứ 30 á, trời Phật ơi, đi vô ngân hàng đến như là ngân hàng cũng chấp nhất luôn. 30 không làm sao mà mình ghép nó vô 100.000 được, 1 triệu được. Cho nên cái tâm đó là lúc đó nó không có tư duy, cho nên làm một cái thất bại vô cùng. Với bà cái với 30 á, không làm sao. Bỏ vô máy đếm không sao mà nó vô trong cái sách nào được hết. Đều là lẻ hoài. Thế là cái tâm nó không hay á, còn tâm hay thì tâm ăn ngon. Chứ cũng là tâm ở trong á. Thành ra tâm sanh chủng chủng pháp. Trong vạn pháp có tâm, tâm sanh ra vạn pháp. Mà cái tâm á thì là tùy duyên. Như thủy thượng Âu nó giống như là sống ngoài bông bóng bọt á. Thấy gió mạnh thì sống ngoài bông bóng bọt to lớn ào ạt dữ tợn. Nhưng mà gió lăn tăn thì sống ngoài bông bóng bọt nó cũng lăn tăn. Và nếu như hoàn toàn không có gió thì không có sống ngoài bông bóng bọt. Do vậy cho nên tâm là cái tùy duyên. Giống như mình đang sống ở đời đây, mình thấy chuyện vui thì cái tâm mình nó vui. Không may mình nghe mình thấy cái chuyện nó không, nó bất bình bất mãn mình buồn thì lại cái tâm mình nó sinh ra buồn. Dù có lúc không vui không buồn gọi là cái tâm vô ký. Thế thì cái tâm của mình nó có khả năng tùy duyên như thủy thượng Âu, như cái bọt nước, tùy theo cái điều kiện sóng gió tàu chạy gì đó mà nó nổi lên nhiều ít lớn nhỏ. Thậm chí có lúc không hề có sóng gió. Nếu không có gió, không có sóng mòi. Nếu không có gió. Do vậy thì ta tìm ví dụ tùy duyên như thủy thượng Âu. Còn tánh á hả? Tánh là cái gì? Tánh là chân như bất biến, như thủy bổn thanh tịnh. Tánh như ví như nước biển vậy. Chúng ta bình thường vậy, chúng ta đi tắm biển hoài vậy chứ chúng ta chưa có điều kiện để thấy nước biển thật. Muốn thấy nước biển thật, một là phải tư duy, hai là phải có điều kiện. Điều kiện ví dụ như thợ lặn, thợ lặn sâu xuống tâm thước ở dưới đáy biển, ta phải thấy thật là cái thể của nước biển là không hề có ồ ạt lô nhô. Hoặc là tàu lặn của các cái nước văn minh đó, tàu lặn ở dưới cả năm ở dưới đó, lặn sâu cả 1,600 feet, thì lúc đó họ mới thấy được cái thực chất của nước biển là không hề có ào ạt lô nhô như mình tưởng. Còn chúng ta đi tắm biển Vũng Tàu người kia nọ, Long Hải, Cà Ná rồi người kia Nha Trang rồi đó, là chúng ta không thấy nước biển thiệt đâu. Chúng ta thấy cái tùy duyên thủy thượng Âu của sống ngoài bông bóng bọt đó. Cho nên cái tánh này là chân như bất biến, nó giống như là nước biển, nước sâu của biển. Nó như một tảng lưu ly pha lê đông đặc mà không có ào ạt, không có kiểu mà dồi dập âm ồ như là mình ngồi trên chiếc cano, chiếc thuyền bằng nan vậy. Không có vậy, nước biển không phải là vậy. Cho nên tánh chân như bất biến mà như thủy bổn thanh tịnh, bất biến tùy duyên, chân thử tánh. Tánh là chỉ cho cái bất biến, cái thể bất biến. Tuy nhiên nó vẫn có lúc nó tùy duyên. Giống như cái thể bất biến là mọi người là Phật, tất cả trong mọi người đều có Phật tánh. Nhưng mà hiện giờ chúng ta có người là danh tự tức Phật, có người là tương tự tức Phật, có người là phần chứng tức Phật, có người là quán hạnh tức Phật, còn cứu cánh tức Phật thì mình chưa dám nói. Mà chỉ có Đức Phật Thích Ca bổn sư của mình mới thấy rõ không mà thôi. À, do vậy cho nên là cái tánh thì chân như bất biến, nhưng mà nó tùy duyên. Tùy duyên là có lúc ta làm phàm phu, có lúc tâm hồn của ta là hưởng cái phước của cõi trời, có lúc ta làm thanh văn dương giác Bồ Tát đó. Rồi có lúc ta tệ hơn nữa, ta sống trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên ví dụ như cái vụ án mà của Thái Điền, của Trần Đàm, của là Phùng Long Thất này kia đó,
đó, cái lúc đó cùng cực khổ sở vậy đó. Chứ mà bây giờ có cái điều kiện nào đó ha, thì người ta vẫn có thể ta thấy được cái sai trái cái lỗi rồi đó, thì cái Phật tánh của anh ta, người ta vẫn thấy là cái sai cái lỗi của anh ta. Chứ không phải là người ta nói người ta làm vậy là đúng đâu, nhưng mà tại cái lúc kia nó si mê rồi, nó ham tiền quá đi, cho nên là nó quên đi cái hậu quả. Chứ bây giờ thì đã kết tội như vậy rồi, bây giờ mới ngoảnh lại mà nhìn việc làm của mình, rõ ràng mình sai trái quá lớn. Bây giờ mình có muốn ăn năn thì ta gọi là đã muộn rồi. Chứ kỳ thật là cái Phật tánh lúc bây giờ nó có thể vẫn hiện hữu trong giai đoạn nào đó, chứ không phải hoàn toàn mất đâu. Đó, thế nên là tánh chân như bất biến, như thủy bổn thanh trần, giống như cái nước mà nước ở dưới sâu cả 500-300 thước biển, nghĩa là trong lặng dưới đó, cái đó mới thành nước biển. Chứ chúng ta có khi cả đời chúng ta chưa thấy nước biển nếu chúng ta không tư duy, và chúng ta không có điều kiện là chúng ta chỉ tư duy mà thấy bằng nhận thức chứ cũng không thấy nước biển thật. Có khi cả đời chúng ta không thấy nước biển thật. Cũng như vậy, chân tâm thường trú, thể tâm tịnh minh của chúng ta sẵn trong ta, mà có khi cả đời chúng ta không hề thấy được. Trừ trường hợp ta tư duy, ta quán chiếu, ta đi sâu trong thiền định thì ta mới có thấy được cái tâm của ta, tâm thật của ta. Còn bằng không là ta thấy cái tâm tùy duyên thủy thượng âu, chứ ta chưa thấy được cái tánh thanh tịnh của tâm, chưa thấy được cái tâm thể, mà ta chỉ thấy cái diệu dụng của tánh là tâm tùy duyên, mà chưa thấy cái bất biến của nó. Cho nên mình học cái nghiên cứu cái tâm này nè, ta có cái tâm bất biến chứ, nhưng mà hàng ngày nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, không có thiền định, là chúng ta hoàn toàn sống bằng cái tâm tùy duyên. Mà tùy duyên á, của những người tu hành mà có quán chiếu á, thì ta cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng cười, cũng sinh hoạt. Nhưng mà cái sinh hoạt của người ta nó hạn chế được cái tính ác, hoặc là không làm điều ác mà làm những điều thiện, thì vẫn là sinh hoạt, chứ không phải là không có hiểu biết, không có thấy nghe. Còn như mà nếu mà chúng ta bị vô minh dày đặc thì chúng ta cũng sinh hoạt bằng cái tâm tùy duyên này, nhưng mà nó làm toàn là tội lỗi, sai trái với hiến pháp, sai trái với luật pháp, sai trái với lương tâm, lương tri, đạo đức của xã hội chấp nhận. Cuối cùng sau đó tù tội tử hình, là do ta chạy theo cái tâm tùy duyên mà chúng ta không có lúc để mà hồi tưởng, mà nhìn lại cái bản thể bất biến của nó. Đó, cho nên ở đây ta dám nói là tâm cảnh minh. Cái gương tâm của ta là tự nó là sáng đó nha. Dám vô ngại, nhìn mọi sự vật hiện tượng đều là không hề có cái nào là nguyên nhân khổ đau. Cái chỗ này là đại chúng để ý đó. Vạn pháp không có cái nào là nguyên nhân khổ đau. Nó là nó duyên sanh ra cái kiểu cái bằng thập như thị, như thị tướng, dáng vẻ tướng mạo nó như vậy, như thị tánh, tánh nó như vậy đó, như thị thể, bản thể nó như vậy đó, như thị lực, cái lực dụng của nó như vậy, như thị tác, công dụng tạo tác, nhân duyên của nó như vậy, sanh nó ra như vậy. Có người hỏi tại sao con cá ở dưới nước rồi đẻ trứng ra dưới nước vậy, rồi sống dập gió dồi vậy, sao nó nở được, nó sống. Đừng hỏi tại sao, nói vậy đó. Như thị lực, như thị tác, năng lực của nó chịu vậy, và tạo tác nó như vậy. Có người hỏi tại sao những cây tre, cây xoài, cây mít, cây bên minh này nó ở ngoài phơi nắng cả ngày mà nó chịu nổi, rồi tối là lạnh dưới trời mà nó cũng chịu nổi, nó không chết. Đừng hỏi tại sao. Nó là cái loại thảo mộc, nó duyên sinh như vậy, nó phải thích hợp như vậy thì nó mới sống. Còn bằng nó không thích hợp được như vậy là nó chết rồi. Mà nó không chết mà nó sinh trưởng được, có nghĩa là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tạc. Còn hỏi vậy sao con người không làm giống như cây tre, như cây trúc, như là cây xoài, để sống ngoài trời vậy cho sướng mà khỏi làm nhà cửa. Con người không phải vậy. Con người nó phải tạo đủ cái điều kiện đó. Trước kia ăn lông ở lỗ thì nó ở trong hang, ở trong hốc, nó đào đất, nó ở trong bọng cây. Bây giờ nó làm cho thích hợp môi trường hơn, nó khôn hơn, tiến hóa hơn, tự làm nhà làm cửa, ở cho đủ cái sức ấm, cái độ nào đó để chịu mới nổi. Thế thì con người mới sống được. Thế thì là như thị nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo. Mà đừng hỏi tại sao. À, cái chữ như vậy của đạo Phật nó hay vậy đó. Nhân như vậy nó ra như vậy, duyên như vậy nó ra như vậy, cái báo như vậy là cái quả như vậy, cái quả như vậy là cái báo như vậy. Lúc đó nó như vậy là như vậy, mà đừng hỏi tại sao. Thế thì là hiện tượng sự vật cũng như trong cõi đời này nè, theo tâm cảnh minh giám vô ngại này là cái gương tâm của ta sáng lắm.
mọi thứ đều là thanh tịnh hết. Chỗ này là chỗ khó nghe. Cái thanh tịnh của tự tánh con người, vốn thanh tịnh đó, cái đó ta gọi là Phật tánh. Còn cái tánh mà vạn pháp mà nó thanh tịnh đó, thì ta gọi cái đó là Pháp tánh. Cho nên Phật tánh, Pháp tánh là tự tánh nó thanh tịnh hết. Chỗ này phải để ý cái này mà nghiên cứu. Cho nên khi nào mà ta thấy mà cõi đời này mà sắc thanh hương vị xuất pháp mà không thanh tịnh là do ta, chứ không phải là do sắc thanh hương vị xuất pháp không thanh tịnh. Cho nên tôi nhắc lại chúng là khi nào mà các vị mà nghe đọc kinh điển Đại Thừa cho kỹ rồi là đọc sắc thanh hương vị xuất pháp, các vị không được gọi nó là lục trần, mà gọi là lục trần là giáo lý của nhân thừa, của thiên thừa, của tiểu thừa thì còn nói. Nhưng mà học giới lý Đại Thừa thì sắc thanh hương vị xuất pháp không là trần nữa, bởi vì nó không phải là nguyên nhân nhiễm ô, nó không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người, cho ai hết. Mà cái tánh của con người là cái Phật tánh, đó là chân như, là bất biến, như nước lặng trong vậy. Còn hàng ngày mà chúng ta dùng đó, chúng ta sử dụng đó là hoàn toàn là ta sử dụng tâm không à. Tâm thì trong kinh thường nói là tâm viên Phật, hay ví dụ cái tâm viên ý, tâm ý đó, ý về ý mã, chứ không có thí dụ là tâm tánh, tánh viên, tánh tánh mã, không có. Mà ví dụ là tâm viên ý mã, cho nên chúng ta xài vọng tâm. Cho nên là nếu mà học rồi để ý muốn đi trên con đường có an lành, có giải thoát là phải suy tư, phải quán chiếu về cái chữ tâm của đạo Phật. Hằng ngày ta sử dụng vọng tâm không đấy, mà chúng ta mà giảng lai thù tạc, mà giao thiệp nhiều chừng nào thì chúng ta xài vọng tâm nhiều chừng ấy. Do vậy cho nên người tu hành á, thì tôi đề nghị với đại chúng khi nào thật cần thiết thì mới phải làm thôi, chứ còn hạn chế bớt cái giảng lai thù tạc. Giảng lai thù tạc sinh ra phiền phức vô cùng, sinh ra nhiều cái đau khổ. Mà nếu mình bớt giảng lai thù tạc thì nó hạn chế bớt được rất nhiều. Mình mặc cái áo mà hơi cũ chút, mình có nói mặc áo cũ vậy đi ra đường, người ta nói người ta là ai mà họ nói, là họ nói làm sao đây. Rồi mặc cái áo cho thì đẹp rồi để cho người ta khen, người ta là ai mà người ta khen mình, rồi mình được cái gì? Ta có cho mình bữa cơm nào, đồng tiền nào không? Ta có cho mình sự an lành hạnh phúc nào không? Mà mình cứ mình sợ người ta nói, người ta chê, người ta khen, người ta phê phán. Cái chữ đó nó làm cho mình đau khổ vô cùng. Đi đám cưới mà đi 50 ngàn, người ta nói mình nghèo tiền. Vậy chứ tôi nghèo mà biểu tôi đi 100 ngàn tiền đâu tôi đi? Chẳng lẽ là tôi đi ăn cắp xe gắn máy của người ta rồi bán rằng tôi đi cho mấy người à? Tôi đi vậy đâu không chịu trả đây. Vậy à, đó là cái đồng tốt của tôi đi. Ừ, tôi ráng lắm mà tôi đi 100 ngàn. Còn mà nếu mà mời tôi đi nhà hàng là tôi cũng đi như đó, vậy là không chịu thôi. Còn nói rằng là phải đi 200 mới đủ bữa ăn mới xứng đáng. Ủa, tôi đâu có mua đồ tôi ăn. Tôi nghèo thế mà tôi chứ không thì bắt tôi đi ăn nhà hàng 200-500 vậy à? Còn không là người ta nói tôi à? Đâu có giỡn gì được. Nếu nói là tôi không đi, mà tôi đi vậy không chịu trả lại đây. Phải dám làm những điều đó mới có bắt đầu có thấy, tạo được cái lý do, cái điều kiện an lành. Cái nào cũng sợ người ta hết là không được đâu. Nhưng mà nói vậy đó, có người ta chửi tầm, nó nói cái thằng cha khùng điên này, nó nói cái kiểu gì tôi nghe. Nghe như vậy rồi nó chơi với ai đâu trong rừng, chứ ở đời đỡ với ai. Thế là các vị sợ người ta nói rồi. Sợ người ta nói rồi. Chứ mà thật sự ra mà tu thiệt á, là phải hạn chế bớt cái giảng lai thù tạc đi. Kể cả cái đám dỗ, đám dỗ ông bà trong nhà cũng vậy, không có sợ người ta nói. Mua bông mua trái cúng trong nhà vậy à, tôi làm bằng bữa cơm ngon ngon vậy tôi cúng vậy thôi à, tôi không làm lớn. Người ta nói tôi không có hiếu, người ta biết khỉ khô gì. Ông bà tôi học đạo Phật rồi, làm gì có ông bà ở đây mà ăn cái thứ đồ ngon như lại với không ngon. Cho nên mấy người không biết, mấy người làm tầm bậy tầm bạ rồi mấy người lại chứ cục sống mấy người chứ làm gì có gì ông bà trở về đây mà ngồi. Thế thì tôi nhớ ông bà cha mẹ tôi, phải làm cái đám dỗ lột muối dĩa dừa vậy mà tấm lòng thành của tôi không quên cái đức hạnh của cha mẹ tôi dạy tôi ăn hiền ở lành, làm sao cho mọi người gần trong xa mến,
làm ăn đừng có tội lỗi với nhân quần với xã hội. Thế là tôi tròn bổn phận của con người của tôi trong xã hội. Còn bảo tôi làm đám giỗ tôi lớn để tôi mượn nợ hay sao? Không bao giờ mượn nợ làm đám giỗ chứ không? Có người làm mượn nợ làm đám giỗ, có người mượn tiền làm đám cưới rồi trả 10 năm chưa hết. Bởi vì nếu không làm đám cưới rồi bạn bè người ta nói mình là không có đám cưới lớn, không đám cưới lớn thì không đẻ con được hay sao? Vấn đề là vợ chồng là con cái là tiền giống, là xưa nay nó vậy nên ta thương nhau ta ở được rồi, chuyện gì phải làm đám cưới lớn? Làm đám cưới cho 2-3 tỷ bạc rồi mượn tiền 7 bạ để giúp quân ta ở tù thì cái nào là khổ không? Cho nên cái đó là cái của người của đạo Phật mà dám làm được việc đó. Bắt đầu nhẹ nhàng trong cuộc sống. Hồi xưa tôi nghe nói đám cưới của tổng giám đốc hàng không với con Thiệu đó trầu xài bạc tỷ tỷ đó. Rồi nó thành cái gì? Thành con người vĩ đại trên thế giới này ư? Không có gì hết. Cho nên mình học đạo mình phải hướng về tâm, gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại, thất ngộ rồi thâu hết thế giới hằng xa. Cái thất ngộ đây nghe là nghĩa là có thể là 45 năm rồi mình chưa có cơ hội để ngộ. Vậy mà bây giờ đây đó, nghe một buổi giảng hoặc là đọc một trang sách, tự nhiên nó làm như giống như bấm được một cái quyệt trong con người mình đang bệnh thì bấm đúng cái quyệt. Chẳng hạn người ta nhức đầu, bấm đúng cái quyệt thái dương này, bấm đúng cái quyệt nhân trung, quyệt ấn đường này là người ta nhẹ nhức đầu. À, bấm đúng quyệt là nó nhẹ ngay. Thế thì chữ thất này cũng vậy, mình đang nhức đầu mà có người là bấm quyệt thái dương cho mình là mình nhẹ ngay. Thất ngộ rồi thâu hết thế giới hằng xa. Mấy mươi năm nay chưa có ngộ, bây giờ đây nghe một bữa giảng kinh hoặc là đọc một trang sách mà mình nhận thức được chân lý, nó gọi là thất ngộ rồi. Cái tâm của mình đó nó trở thành năng tàn sở tàn. Mình nhận thức được nó thành trở thành năng tàn và sở tàn là a la gia, là nhất thiết chủng thức, chứ không có cái gì ngoài tâm mình. Và tâm mình nhận thấy rằng tự nó thanh tịnh từ xưa nay, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ, của vô minh, của phiền não. Do vậy mà thế giới nhiều như hàng xa cùng với cái tâm của mình là một thứ, vốn thanh tịnh giống y nhau. Sáu căn bản chất của nó không có hề tội lỗi, cho nên sáu căn thanh tịnh. Sắc thanh nhân vị xúc pháp, sáu cảnh bên ngoài cũng không phải là nguyên nhân tội lỗi, cho nên nhìn thấy nó cũng thanh tịnh. Căn thanh tịnh cho nên trần thanh tịnh, mà trần thanh tịnh cho nên thức thanh tịnh, mà thức thanh tịnh cho nên là thế giới thanh tịnh. Cái đó là học kinh Viên Giác hay vô cùng. Cho nên là tôi sách tái bản cái kinh Viên Giác để cho tăng ni học, cho Phật tử là có điều kiện là đọc. Vạn tưởng xâm la là ảnh hiện của tâm này, bởi vì vạn tưởng xâm la là cái sở tàn, tức là cái tâm nó biến ra do những thiết công thức như thị biến. À, cái nhất thiết chủng thức là cái hộp giống nó chứa trong đó rồi dựa trên cái tiêu chuẩn là cái tương quan nhau là đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó duyên khởi mà nó hình thành. Dĩ tiễn chủng lực cố mà bị phân biệt sanh, do cái sức vận động tác động qua lại nhau mà sự vật hiện tượng nó duyên sanh ra, nó hình thành ở trong cái là do thức. Thành ra sự vật là cái sở tàng của tâm, mà tâm là cái năng tàng, là cái chứa đựng tất cả hiện tượng sự vật, bao gồm hết hiện tượng sự vật. Cái chữ tâm của trong nhà Phật là cái đó đó. Duy tâm tạo là cái thứ tâm đó đó, tâm anh là gia đó, tâm như Lai Viên Giác đó, thường cái gọi là Như Lai Tàng kinh Thủ Lâm Nghiêm đó. Chứ còn mình hiểu cách đơn giản, mình nói tâm của mình là cái hiểu biết phân biệt của mình đây, rồi là duy tâm là cái tâm hiểu biết phân biệt mình, nó sinh ra hòn núi sông đất liền biển cả trời trăng đó. Mình nói vậy không có được, nói vậy nó càng ịu, thì nói vậy ta đâu có chịu. Tâm là phải nói là nhất thiết chủng thức, là dị thuộc thức, là a lại gia thức, là Như Lai Viên Giác diệu tâm. Cho nên vạn tưởng xâm la là ảnh hiện của tâm này, nó là cái ảnh hiện của tâm này, nó là cái sở tàng của tâm này.
nó là nó duyên khởi từ cái thể bất biến của tâm, mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên. Cho nên dạng tượng xung la là ảnh hiện của tâm này. Có tuệ giác thì trong ngoài không ranh giới. Cái người mà tu hành mà có tuệ giác rồi, ta nhìn thấy là tâm và cảnh không có ranh giới. Như tôi nói nãy rồi, cái này là cảnh đấy nè, mà cái này nó có một phần tâm ở trong này để sinh ra cái này nè. Không có cái phần tâm của con người, của chúng ta, không có cái bệnh. Bông này mà không có phần tâm của chúng ta mà nó tác động trong này á, là không làm sao có được cái bông. Kể cả ta nhìn trời trăng trên đó mà không có tâm của ta một phần để dựa vào trong đó, là trời cũng không có trời, trăng cũng không có trăng. Cái chỗ đó là tư duy mà thấy nó hay. Cho nên cái chân lý duyên sanh là vậy. Tất cả sự vật vật chất có tên, có hình dáng, có kích thước, có màu sắc đang qua, nhưng mà bất cứ cái nào từ nhỏ tới lớn đều có tâm của ta trộn ở trong đó. Một phần tâm của ta nó cộng với các cái duyên khác, tâm của ta là một duyên ở trong tương trùng duyên khởi. Do vậy cho nên không có chỗ nào không có tâm ta hết. Hay chỗ nào mà có pháp giới, có cái nhân để sanh ra dạng pháp, thì tâm của ta nó tới đó, nó là cái đó, nó chứa đựng những cái đó. Đó là năng tàn và sở tàn. Cho nên trong ngoài không ranh giới. Có tuệ giác thì trong ngoài không ranh giới. Trong tức là lục căn, ngoài tức là lục cảnh. Tôi nói ví dụ như vậy, lục căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở bên ngoài không? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài mà không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta, thì ai làm ra những thứ đó? Thứ đó từ đâu mà sinh khởi? Thiếu một cái duyên là của lục căn của chúng ta, thì cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài không làm sao hình thành được và tồn tại được. Cho nên là căn với trần không hề có khác nhau, nó trộn lộn với nhau, nó pha lẫn với nhau mà nó thành ra cái pháp gọi là duyên sanh. Duyên sanh thì tâm và cảnh, tâm cũng duyên mà cảnh cũng duyên, tâm cũng vật chất mà cảnh cũng vật chất, là một cái dữ kiện để duyên sanh. Cho nên có tuệ giác thì trong ngoài không có ranh giới. Cái này là phải tập tư duy, tập thiền, tịch chỉ. Trong giáo lý Phật đề cập tâm là đi vào cái lĩnh vực chuyên, đây là đi vào con đường Phật học. Còn học các cái môn khác ở ngoài, các anh có thể là cử nhân, có thể là thạc sĩ, có thể là tiến sĩ, hay là hơn tiến sĩ nữa, nhưng mà các anh vẫn có thể không hiểu được đạo Phật. Có thể anh không hiểu được đạo Phật, như cái anh Bill Gates là anh làm cái điện toán là anh tiền, anh giàu vô số kể, nhưng mà anh làm sao anh cắt nghĩa đạo Phật được? Và bản thân anh đâu có biết là phiền não vô minh từ đâu mà sinh ra và nó ở đâu, anh không biết đâu. Cho nên là đây là lĩnh vực chuyên. Vì vậy mà trong Phật học mà đặt cái vấn đề mà cử nhân là thạc sĩ, là tiến sĩ, là tôi nói ngày nào tôi còn sống không bao giờ tôi chấp nhận cái thứ bằng cấp đó. Thứ bằng cấp đó để cho người thế gian, quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, người ta học, người ta làm, để người ta kinh ban tế thế, người ta trị quốc an dân. Còn như tu sĩ là người khất sĩ rồi, Đức Phật của chúng ta là người khất sĩ rồi, chúng ta là chấp nhận cái chữ tỳ kheo trong đó có là khất sĩ rồi, là bô ma, là phá ác rồi, nhục nhã lắm sao? Con người khất sĩ, con người bô ma, con người phá ác nhục nhã lắm sao mà chê nó, mà phủ nhận nó để đi tìm cái thạc sĩ, cái tiến sĩ? Ngày nào tôi còn sống không bao giờ phục và không bao giờ chấp nhận, vì đó là những người khạc đàm hỉ mũi ra rồi nhổ ra rồi liếm lại mà ăn, không bao giờ chấp nhận cái đó đâu. Ông nào làm cái máy điện toán ngon bằng Bill Gates? Ông nào mà ngon bằng ở trên vũ trụ mà cả hàng năm trên trời? Phi hành gia. Nhưng mà phiền não vô minh vẫn là vô minh phiền não. Thi công bay trên trời nghĩa là mấy chục cây số, quả tiễn bắn không cao không tới, vậy mà bay để làm cái gì? Bay để mà gây đau khổ cho nhau đó. Nam Tư, NATO, Kosovo, Serbia đau khổ vô cùng với những cái nhà khoa học chế ra những máy bay tàng hình, bay cao ngoài tầm cao xạ,
vậy mà làm được cái gì an lành cho bản thân, làm được cái gì đem lại sự an lạc hạnh phúc cho nhân loại, cho ai chứ? Do vậy cho nên là học Phật phải là khất sĩ, phải là tu sĩ, chứ là bố ma, là phá ác. Cho nên bằng cấp của tôi đề nghị phải là bằng cấp hay là vô sanh sát tặc và ứng cúng. Đó là cái quả A-la-hán mà người tu sĩ mong đạt tới cái chỗ đó. Phải nhận thức cho được cái chân lý vô sanh của vạn pháp, phải thấy cho được cái tính chất vạn pháp sanh mà không phải sanh, diệt mà không phải diệt, sanh để rồi diệt, diệt để trở lại, sanh mà sanh diệt vô cùng vô cực. Đó là bổn phận trách nhiệm của người Phật tử, phải học cái đó, phải tu cái đó. Sắc tặc là phiền não vô minh, kiến hoặc tư hoặc anh phải đoạn trừ cho kỳ được. Chứ ở đây người ta học mà anh bắt người ta, anh nói làm trụ trì học 2 năm thôi, đuổi ra, không cho học nữa. Làm giáo sư học 2 năm thôi, đuổi ra, không cho học nữa. Làm pháp sư cũng 2 năm thôi, đuổi ra. Còn để cái 4 năm học cao đẳng này nè, để cho những cái người mà ta học là thạc sĩ và tiến sĩ người ta học. Trời, nói như vậy mà nói được hả? Cạo cái đầu trọc ăn cơm của đạo Phật mà nói như vậy mà chấp nhận được hả? Cho nên người đệ tử Phật phải hết sức cảnh giác, đừng có tưởng đâu là thạc sĩ tiến sĩ là đem lại cái gì cho ai nha. Những cái ông mà bay trên trời ở hàng năm trên đó, biết là cái thứ sĩ gì mà dễ kiếm được thứ đó đâu. Giàu như Bill Gates là chết ra cái máy điện toán là thấy kinh khiếp, diệu dụng vô cùng, mà có đem lại cái gì? Chẳng qua là tiền tài vật chất là nguyên nhân của đau khổ. Rồi đây điện toán mà nếu mà nó loạn sờ ngầu qua cái năm 2000 này mà chính không kịp đó hả, là sử dụng cái loại mà nguyên tử mà sai lầm là nó nổ chết tùm lum hết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ phải tư duy mới được. Cho nên học Phật là phải là chuyên, không thể đem cái thứ mà là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân là gì vô đây được hết á. Họ rất giỏi nhưng mà họ chuyên về cái của họ, họ chuyên về cái máy điện toán, họ chuyên về cái máy điện thoại di động Motorola, họ chuyên về cái máy điện thoại là nhiều hiệu lắm, ai chuyên cái nào là làm cái đấy à. Họ giỏi lắm đó, nhưng mà không thể nói được đạo Phật, không thể hiểu được đạo Phật. Đi vào cái chiều sâu thâm thẳm của tư duy và quán chiếu, nói một cách khác là người học Phật muốn nhận thức về tâm, thưởng thức được cái hương vị giải thoát của tâm, công dụng tuyệt vời thánh thiện của tâm, người đạo sĩ phải thực hiện thiền. Cái thiền viết to, cái thiền có nghĩa là tư duy tu, phải quán chiếu và phải tư duy trong tĩnh mịch. Lưu ý là thiền ở đây không có nghĩa là nhất định là phải ngồi kiểu này kiểu kia kiểu nọ, mà có thể là hành thiền, có thể là tọa thiền, thậm chí có thể là ngoạ thiền, mà không cần lựa chỗ. Chỗ nào có điều kiện, chỗ nào có thể thiền được, thậm chí ngồi trên xe mà cũng thiền được. Phải vận dụng chánh quán, phải vận dụng cái trí của mình mà quán tư duy và quán chiếu sự vật hiện tượng thì mới có thể thấu được thôi. Cho nên cái bài này hôm nay là có 4 câu chứ mà khó lắm đấy. Bởi vì tâm trong đạo Phật nói có nhiều tên gọi, mỗi tên gọi một công dụng, một giá trị lợi hay bất lợi. Thí dụ như vọng tâm cũng là một tên, nhưng mà vọng tâm thì là bất, sống với vọng tâm là bất lợi, là gây ra nguyên nhân đau khổ vô cùng. Nhưng mà cũng là tâm, mà tìm thấy mà nhận thức được chân tâm, mà sống với chân tâm thì nó lợi vô cùng. Tâm thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên là mỗi tên là mỗi công dụng, một giá trị lợi hay bất lợi, bạn hay thù. Chỉ người thực học, thực tu mới hiểu hết, hiểu kỹ từng công dụng của các thứ tâm. Chứ mà học lên mơ không hiểu đâu. Nhưng tôi nói nãy giờ là nói vậy thôi, chứ còn đâu có thấm thía gì. Phải tư duy quán chiếu rồi mới được. Chứ còn cái mà tôi nói nãy giờ đó là nói nghe cho nó mệt hơi vậy, chứ còn nhất thiết tôi là giáo như Tiêu Nguyệt Chỉ, tất cả kinh điển, ba tạng kinh điển của Phật giống như con tay chỉ trăng vậy. Con tay chỉ trăng chứ con tay không phải là trăng. À, mà người mà muốn thấy trăng là phải nương lên ngón tay mà tìm mà nhìn trăng, chứ không phải nhìn cái ngón tay này mà gọi là thấy trăng được. Cho nên cái tôi nói nãy giờ cũng như kinh điển đã được in, nó là ngón tay chỉ trăng,
lời nói của tôi diễn đạt cũng là ngón tay chỉ tăng hoặc khéo hoặc dụng. Ngón tay chỉ tăng có khi ngón tay thẳng vậy chỉ của dĩa con, còn có tay nó quẹo quẹo vậy chỉ ê ơ thấy không ơ vừa ngọng mà vừa queo vậy mà chỉ thì làm sao ai biết tăng đâu, trời đất ơi. May mắn lắm mình gặp đề đề cái tay thẳng vậy đó, tăng đó chỉ vậy đó. Cho nên là nhất thiết tôi đã là giáo như Tiêu Nguyệt chỉ là vậy, nhưng ngón tay chỉ tăng thôi. Đây chẳng hạn như là nêu ra mấy thứ nè. Một là ngục đoàn tâm. Ngục đoàn tâm là đây nè, ở trong cái lòng ngực đây nè. Đây như lúc này là tuổi lớn rồi, ngủ không biết sao, không biết là tối nửa đêm nó nghe ngực đó, là ngục đoàn tâm nó quậy đó. Tôi gọi là hẹp van tim hay gì đó, hay là sơ vữa động mạch gì đó. Thế là đó là ngục đoàn tâm nó quậy mấy người tuổi già. Hay là vọng tâm. Vọng tâm là cái hàng ngày của mình biết á, thấy, nghe, ngửi, nếm xúc biết là cái công dụng của vọng tâm. Không hề có chân tâm. Kể cả cái lối làm ăn lớn như ông Trần Đàm mà cũng không hề có xài được chân tâm. Mà ăn lớn vậy đó tiền gần 1.000 tỷ nha, 994 tỷ. Mà suốt thời gian mấy năm trời xài tiền vậy đó mà không hề có biết được cái chân tâm. Toàn là vọng tâm hết. Phùng Long Thất rồi Thái Tiền rồi vậy đó, mấy tên trong báo mình đọc đó, tí là mình ăn tiền dữ tận vậy đó mà không hề biết được cái chân tâm. Nếu biết được chân tâm là không làm vậy, và không có đem lại cái hậu quả đau thương cho gia đình, cho xã hội. Cho nên là cái thứ hai là thường thường mình xài vọng tâm. Cái thứ ba là chân tâm. Cái chân tâm mà nói thì đủ hơn là thường trú chân tâm đó. Cái đó đó là giống như là mình không có tàu lặn là mình không lặn với đáy biển, mình không thấy được cái nước biển thực đâu. Mình không phải thợ lặn, lặn sâu được vài trăm thước mình cũng không hề biết được cái nước biển thực đâu. Mà mình thấy cái biển mà mình thấy ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải, ngoài Nha Trang rồi đó, toàn là cái pháp duyên sanh, cái sóng bồi bông bóng bọt duyên sanh của biển chứ không phải nước biển thật. Cho nên cái chân tâm của mình đó là mình khó thấy lắm. Muốn thấy nó phải có tư duy thiền định, hoặc không tư duy thiền định thì thấy nó phải là thợ lặn, lặn dưới trên 100 mét, hoặc là những người đi tàu lặn của các hải quân các nước tiên tiến mới có cơ hội lấp mình và biết được cái thực thể của nước biển. Cho nên là chân tâm à, thường trú chân tâm. Thường trú chân tâm là cũng là chân tâm, nhưng mà Kinh Lăng Nghiêm mà tôi dùng cái từ này để ta cho mình biết rằng là cái tâm của mình xài hàng ngày đây nè, nó giống như là khách, nó như là trần, nó không có ở luôn với mình. Khách tới thăm mình rồi về, người này tới rồi về, tới về, tới về, khách là không ở luôn. Còn trần á là bụi, bụi sáng mình quét nhà nó bay lên, bay bốc lên đầy nhà hết. Nhưng mà bốc lên là dầu là đầy nha, nhưng mà một chút rồi nó cũng lấm xuống hết, chứ nó không có bao giờ nó ở luôn ở trong cái hư không thanh tịnh này được. Thì nó bốc lên rồi là lắng xuống. Kể cả xe hơi chạy ngoài đường cũng vậy, dù là bốc lên mù mịt vậy chứ cái trần đó rồi phải lắng xuống thôi, chứ không ở luôn đó được. Thế thì cái tâm mà ta hằng xài ngày đó, vọng tâm đó, là cái đó đang không có ở luôn với ta. Mà Kinh Lăng Nghiêm chỉ cho ta thấy cái chân tâm nó ở luôn với ta, gọi đó là chân tâm thường trú. Thế thì bây giờ mà muốn thấy được cái tâm mà ở luôn với ta đó, là ngoài cái thiền định ra ta không thấy được cái đó. Thiền định ra ta samatha, ta ngăn bớt cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, ta loại bỏ nó đi. Trần đứng cái vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, bỏ hết, loại bỏ cái đó ra. Bây giờ ta vẫn còn sống, vẫn còn tỉnh thức. Thế là lúc bây giờ các vị bắt đầu mới thấy được cái chân tâm nó ở luôn với mình là cái đó. Năm nay mình 40 tuổi, từ trước tới đây mình sống hoàn toàn là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, luôn luôn là thay đổi liên tục. Nhưng mà bây giờ đây mình bắt đầu mình học Phật, mình tu tập thiền định, mình bỏ hết những cái đó đi, cắt đứt chặn đứng cái đó. Đạo Phật gọi là samatha, tức là trí.
tập chú vào một vấn đề. Mình muốn quán vấn đề gì đó là quán, ví dụ như quán vấn đề là tâm với duy tâm chẳng hạn. Thế thì là cái tâm mình nó cột lại một chỗ rồi là bắt đầu nó yên tịnh trí tuệ sáng suốt rồi làm cái vui mừng buồn giận thương giác phải quấy 40 năm nay mất hết. Vậy mà còn sống, có nghĩa là bây giờ cái chân tâm nó ở luôn với mình, tức là thường trú chân tâm đấy, nó mới là lộ diện xuất đầu đó. Đó, cái này là phải ôn lại kinh Lăng Nghiêm. Hằng ngày chúng ta không bao giờ ta thấy được cái chân tâm của ta mà cái chân tâm ở luôn đó, không có. Chúng ta sống với vọng tâm, ví như khách, ví như bụi, gọi là khách trần. Năm là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là cái nói nãy đó. Kinh Viên Giác tôi gọi ra là cái tâm Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là cái tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy, thanh tịnh, sáng suốt, bất biến, tùy duyên, tùy duyên, bất biến. Cái nhan đề của kinh đó vậy đó. Như Lai là bất biến, Như là bất biến, Lai là tùy duyên. Viên giác là giác ngộ, tánh thức giác ngộ tròn đầy. Diệu tâm là cái tâm màu nhiệm, tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy, thanh tịnh sáng suốt, bất biến, tùy duyên bất biến. Tâm đó là cái mà nói nãy giờ, tâm đó là phóng chỉ tắc cai la pháp giới mà thâu chỉ tắc tế nhập di tịnh. Tâm đó cũng tức là tâm năng tàn sở tàn, là A Lại Gia. Tâm đó cũng là nhất thiết chủng thức, gọi là di chủng thức. Mình quán chiếu về cái tâm đó. Thế thì Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, rồi Duyên Lự Tâm. Duyên Lự Tâm này cũng tức là vọng tâm đó, tức là nghĩ nghệ lăng xăng. Rồi Bát Thức Tâm, Bát Thức Tâm, nhãn thức cũng gọi là tâm, nhĩ thức cũng gọi là tâm, tỷ thức, triệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức cũng gọi là tâm. Mà để bác A Lại Gia Thức, cái đó mới là chủ nhà, cũng là tâm. Nhưng mà tâm đó là cái để bác thức tâm duyên là tâm chủ nhà. Còn bảy cái thứ tâm từ nhãn thức cho tới mạt na thức đó là những người ở trong nhà phân công để làm việc. Bác ca đệ huynh nhất ca si, độc hữu nhất ca tối linh ly, ngũ ca môn tiền tác mãi mãi, nhất ca gia trung tác chủ y. Trong tám thằng anh em có một thằng si. Thằng si tức là cái thằng chấp ngã đành độn, là đệ thất mạt na thức. Độc hữu nhất ca tối linh ly, trong đó có một thằng rất là khôn ngoan lanh lợi, mưu lược nham hiểm thánh thiện, cũng nó công duy thủ mà tội duy tiên. Ngũ ca môn tiền tác mãi mãi, năm thằng trước thì là giống như là những cái người mà bán hàng đổi qua đổi lại, lấy máng cất lên lấy xuống, thối tiền thối bạc thâu vô xuất ra. Là năm cái thằng trước đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, triệt thức, thân thức. Còn nhất ca gia trung tác chủ y là một cái thằng mà làm chủ trong đó, là cái thằng tàn thức A Lại Gia. Cho nên là Bát Thức Tâm, tám thức cái đều gọi là tâm hết đó. Rồi tích tụ tinh yếu tâm đấy. Chẳng hạn như nó ma bán giả ba la mật đa tâm kinh, chứ tâm đó không có tương quan gì tới dù hiểu biết nè. Mà cái tâm đó là cái kinh này, là cái cốt lõi của cái bộ kinh Đại Bát Nhã rất là nhiều. Thành cái tâm là cái bậc tích tụ tinh yếu tâm. Vì vậy mà học Phật mà mình học mà ít mình học mà lơ mơ là không có biết đường rờ. Mà còn những cái tên khác nữa cũng đề cập tới chữ tâm vậy. Mà đây là giới thiệu qua vậy thôi. Thành ra Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái cốt lõi, là cái tích tụ tinh yếu của cái bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Cho nên nó có 300 mấy chục chữ mà giáo lý ghê gớm lắm, giáo lý khiếp đảm. Tâm có nhiều tên gọi như vậy. Cho nên nghiên cứu đạo Phật sơ sài hời hợt mà bàn luận về tâm thì khó mà quán triệt vấn đề. Tâm cảnh minh chỉ cho cái tâm được loại bỏ vọng tâm, loại bỏ duyên lự tâm, những cái thứ tâm nghĩ ngợi lăng xăng tạp nhạp, thứ tâm gây ra mọi nguyên nhân và hậu quả khổ đau cho con người. Hàng ngày mình sống với duyên lự tâm, với vọng tâm, cho nên mới gây ra cái hậu quả khổ đau. Chứ mình sống với cái chân tâm thường trú của mình làm gì có khổ đau. Cho nên là khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi thì đâu có còn khổ đau.
thành vô lượng bồ đề rồi thì trí tuệ nó bừng sáng rồi, thì đâu còn sống sai lầm với với vọng tâm nữa. Mà không còn không sống sai lầm thì không có sự sai lầm, mà không có sự sai lầm thì nguyên nhân khổ không có xảy ra được. Do vậy mà Như Lai có vô thượng niết bàn cùng một lúc với cái vô thượng bồ đề. Thế thì lục căn Phật còn nguyên đó, sắc thân đơn vị xuất pháp sáu cảnh bên ngoài vẫn còn nguyên đó, mà Đức Phật có đau khổ gì đâu. Do vậy cho nên tâm cảnh minh là dám vô ngại, gương trong sáng rõ soi không ngăn ngại, mà thất ngộ rồi là thâu hết pháp giới mười phương, hiện tượng xâm la là diệu dụng của tâm này. Có đề giác thì trong ngoài không có ranh giới, cho nên sắc thân đơn vị xuất pháp đâu phải là nguyên nhân đau khổ, cùng với nhãn nhĩ tỷ thiệt phân ý đâu phải là hai cái tách rời nhau, mà nó là tương quan tương duyên nhau để nó hình thành sự vật hiện tượng. Mà sự vật hiện tượng thì cái tính của nó là thanh tịnh bản nhiên mà. Cho cái bài rất là sâu. Do vậy mà dám nói thẳng thừng rằng là nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng quại chân thiết, tượng mã tranh danh mạng tiến tình, thùy kiến đường lan năng cử tuyệt. Chẳng có thể nóng mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này. Thất xe voi đổ dốc kiến lừ lừ, loài bỏ ngựa chống xe này sao cho nổi. Gì cũng giáo lý nói như vậy thì khó chống lắm. Chẳng qua là nghe được là nghe không được thì thôi, chứ còn cái chống thì cũng khó chống. Cái căn cơ đại thừa nghe được tiếp thu nó nhẹ nhàng lắm, còn như căn cơ mà của ngoại đạo của phàm phu thì nghe cái này là nó khó nghe, khó nghe không bằng lòng, không bằng lòng thì chuyện là bình thường. Trên đời này mà làm sao bắt buộc mọi người đều theo mình hết được? Cái nhân duyên thời tiết nó chưa tới để đó. Tâm cảnh minh là Như Lai viên giác diệu tâm, là thường trú chân tâm của con người vốn có. Theo giáo lý đạo Phật, đó là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là pháp duyên sinh từ tâm thể đó mà ra. Thành ra hiện tượng vạn hữu xưng la bằng tượng là cái pháp sở tàn. Cái tâm cảnh này là cái năng tàn, mà năng tàn cùng với sở tàn không hai. Nhân nhân dục liệu tri tam thế nhất thiết Phật, ứng quan pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Duy tâm tạo là tâm thể bao hàm thu tóm hết vạn tượng xâm la. Một lần có Phật tử hỏi vạn tượng xâm la là cái gì. Vạn tượng xâm la là núi, là sông, là trời, là biển, là trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thảo, mộc, côn trùng, tất cả những cái đó. Chữ xâm là ba cái chữ mộc trồng lại, tức là rừng, rú, cỏ, cây, hoa, lá, những loài thực vật. Còn vạn tượng là kể cả động vật, cả khoáng vật. Xâm la là chỉ về thuộc về thực vật. Vạn tượng bao hàm thu tánh hết vạn tượng xâm la, không còn vật nào ở trong, cái gì ở ngoài nữa. Không còn. Cũng như sống mòi, bong bóng, bọt, không có cái gọi là trong, là ngoài. Vì là cùng loại duyên sinh, trên mặt biển bao la vô tận của nước đại dương. Thành ra là sống mòi, bong bóng, bọt, không ngoài nước biển. Chính nước biển duyên sinh ra sống mòi bong bóng bọt, cho nên nước biển cùng với sống mòi bong bóng bọt bất tức mà bất ly. Tâm và cảnh bất tức mà bất ly. Đó, học cái này thú vị lắm. Hết giờ phải nghỉ đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học mở Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.